Hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2021 thì tôi xin nói về ngũ hành. Ngũ hành và tính phản nghịch của nó, phản nghịch của nó. Ngũ hành bao gồm là gì? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim nó chỉ về hướng Tây, thuộc về màu trắng ha. Rồi mộc thì chỉ về hướng đông và chỉ về màu xanh. Rồi thủy thì nó chỉ về hướng bắc và màu đen. Rồi ly chỉ về màu đỏ và phương nam. Kim, mộc, thủy, hỏa là tới lực thổ. Thổ là màu vàng, là màu của trung ương. Cho nên ngày xưa ông Phật ông lấy màu vàng là màu của trung ương là gì? Ông đạo Phật là đạo triết lý, khúc triết rất là nhiều. Khúc triết chính của vũ trụ chúng sanh. Cho nên nó phải mang màu vàng. Màu vàng. Thì bây giờ là gì? Người ta ngồi mát ăn bát vàng là như vậy đó. Bát vàng chính là cái bát của Phật. Thì ngồi một chỗ để cho người ta cung phụng mình, có nghĩa là ngồi mát ăn bát vàng. Đó là ngũ hành. Ngũ hành xin nhắc lại là gì? Ngũ hành bao gồm là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thì đó là tất cả các dạng năng lượng của vũ trụ luôn. Trái đất này làm gì làm nó cũng nằm trên năm dạng năng lượng đó thôi, tương tác với nhau mới sinh ra vạn vật. Thì ngũ hành tương sinh là như thế nào và ngũ hành tương khắc là như thế nào? Ngũ hành tương sinh có nghĩa là gì? Năm cái hành đó lần lượt nó tương sinh với nhau, thằng này sinh ra thằng kia. Thí dụ kim thì nó sinh thủy. Thí dụ như là chúng ta lấy kim loại chúng ta nung nóng thì nó sẽ chảy ra thành nước, cái dạng lỏng. Thì đó là kim sinh thủy. Rồi thủy sinh mộc. Có nghĩa là gì? Cây cối nó phải nhờ nước mà nó sống. Có nghĩa là thủy sinh mộc. Và nguồn gốc của con người, nguồn gốc của thực vật nói chung đều ở dưới nước lên hết á. Có nghĩa là thủy sinh mộc. Rồi mộc sinh hỏa. Mộc sinh hỏa có nghĩa là cái cây á, củi mình đốt thì nó sẽ ra lửa thôi. Đôi lúc bị va chạm ma sát nhiều quá thì nó sẽ bốc lửa. Rồi mộc sinh hỏa. Rồi hỏa sinh thổ. Đúng rồi, lửa mà nó cháy nhiều quá thì lửa nó cháy cây nhiều quá thì nó sẽ ra tro, mà tro là đất. Tro là đất. Ngày xưa Đức Phật nói là gì? Cái thân của con người là thân tứ đại. Cái thân của chúng ta này là thân tứ đại, bao gồm đất, nước, gió, lửa mà hình thành. Đức Phật nói như vậy thì nó chỉ có tứ đại là đúng. Mà thật sự ra nó là ngũ đại. Chứ không phải tứ. Bởi vì ở trong đất nó đã có kim loại rồi. Trong thổ nó đã có kim. Thân đất, nước, gió, lửa. Thì đất ứng với lại gì? Hành nó là hành thổ thì nó ứng với lại gì? Thổ và kim, hành thổ và hành kim nằm trong đó. Gió là gì? Gió là phong, là hơi thở đó. Đó, hơi thở đó, nó là thuộc hành mộc. Hành mộc. Rồi nước thì trong cơ thể mình có nước hết 80 mấy chục phần trăm là nước rồi. Đó, đất, nước, gió, lửa. Lửa là từ trái tim mà nó ra, nó làm hơi nóng cơ thể mình, là từ trái tim mình nó làm ra hơi nóng để nó sưởi ấm cơ thể chúng ta. Đó, thì Đức Phật nói là tứ đại, mà thật sự ra Đức Phật muốn nói tới ngũ hành. Thì đất, cơ thể chúng ta thấy da thịt đều ngon lành, nhưng mà khi chết đốt nó hết trơn trọi thì nó cũng thành đất thôi. Mà trong cái đất đó là chúng ta phải, nếu đãi chúng ta sẽ lấy kim loại đó.
trong máu của chúng ta cũng có sắt thép bộ lộn, sắt rồi nhôm rồi kẽm tùm lum la, đồng rồi vân vân. Cái đó là ngũ hành tương sinh ha. Thằng này sinh ra thằng kia. Thằng kim thì nó sinh ra thủy, thủy sinh ra mộc, mà mộc thì sinh ra hỏa, mà hỏa thì sinh ra thổ, mà thổ thì lại sinh ra kim. Ở trong đất thì nó có kim loại là đúng nè, thì thổ sinh ra kim. Có nghĩa là gì? Từ trong đất mà người ta lấy ra, trong cái quặng trong lòng đất á, người ta lấy ra kim loại, đồng thiết rồi như vân vân. Còn cái tính mà cái tính phản nghịch của ngũ hành là nó như thế nào? Tương khắc nó chứ, tương khắc. Nó sinh ra rồi nhưng mà cũng trong năm cái hành đó thì nó cũng có sự khác nhau. Một thằng này khắc một thằng nọ. Thí dụ như là gì? Thủy thì khắc hỏa. Lửa thì gì? Lửa thì nó đưa vào nước. Thủy khắc hỏa, thủy là nước đó. Nước mà nó dập lửa, đưa vào lửa tắt là thủy khắc hỏa. Đó. Rồi, hỏa khắc kim. Thì lửa thì nó cái kim loại nó cỡ nào nó đốt nó cũng chảy nóng chảy thôi, là nó khắc chế nhau. Rồi kim khắc mộc. Thì mộc chính là cây cối đó. Bây giờ lấy kim, lấy dao rửa hay là cưa gì, bằng kim loại đó chặt cây. Rồi mộc khắc thổ. Mộc có nghĩa là cây cối, thổ là đất. Thì nó khắc thổ ở chỗ nào là nó hút dinh dưỡng của đất. Có những nơi mà nó mình trồng thì nó hút dinh dưỡng của đất, mà không khéo là nó khô cằn. Ví dụ như dùng nhiều vùng người ta trồng cây á, những cái dân du cư á, người ta đi khai hoang đã rồi cái người ta trồng, rồi trồng cây lên đó nó hút hết dinh dưỡng cây, cây nó hết màu mỡ rồi, nó bạc màu rồi thì người ta bỏ ta đi. Đó là gì? Đó là mộc khắc thổ. À, thổ khắc thủy. Thổ khắc thủy nghĩa là sao? Ví dụ như là mình đổ một tạt ly nước ra đất thì tự động là ly nước đó, cái nước đó nó biến mất tiêu ha. Chỉ để lại ẩm rồi từ từ nó cũng mất luôn. Đó là chính là thổ khắc thủy. Rồi thủy khắc hỏa lại, nó vòng vòng vậy. Cái đó gọi là ngũ hành tương khắc. Rồi nó còn một cái nữa là gì? Sự phản nghịch của ngũ hành. Bây giờ nó không khắc nữa, khắc không nổi nữa thì nó sẽ tương phản, nó sẽ phản nghịch lại. Thí dụ như là thủy khắc hỏa chẳng hạn, đây thủy khắc hỏa thì lửa nó sẽ dập lửa, thủy nước nó sẽ dập lửa, có nghĩa là thủy khắc hỏa. Nhưng mà cái nhà nó cháy lớn quá, xịt hoài xịt miết lửa nó lớn quá xịt không lại thì là gì? Ngôi nhà đó cuối cùng cũng rụi à. Có nghĩa là gì? Thủy không khắc nổi hỏa. Thủy không khắc nổi hỏa. Có nghĩa là lửa nó đã phản nghịch. Nó là phản lại. Nó không theo cái quy tắc nó nữa. Nó phản lại. Dập không nổi thì nó dập lại. Nó đốt cho lửa bay hơi. Nó đốt cho nước bay hơi đi hết trơn luôn. Rồi nó phản lại mà. Rồi. Cái đó là thủy khắc hỏa, nhưng mà khắc không nổi, làm cho là gì? Hỏa nó lại nung nước, nó biến thành hơi nước, bay đi mất tiêu hết. Và cái dập lửa dập không xong luôn, không hoàn thành trách nhiệm của thằng thủy. Rồi bây giờ hỏa khắc kim. Hỏa khắc kim thì hỏa nó nóng chảy kim loại ha, nó đốt nóng chảy kim loại. Nhưng mà giờ mình lấy ngọn đèn mình đốt con dao thử, nó có nóng chảy nổi không? Mình lấy ngọn đèn cày, mình đốt dao dài khúc, mình đốt sao cho nó nóng chảy xuống hết, nóng nổi không? Chảy nổi không? Không. Có nghĩa là gì? Kim nó bị phản ứng sơ sơ thôi, không làm cho nóng chảy được. Thì cái đó gọi là nó phản lại. Nó không thèm nóng chảy là nó phản lại thằng lửa. Rồi
kim, kim khắc mộc. Có nghĩa là cái cây, có nghĩa là cái mình dùng cái thứ kim loại nha, dao rửa gì mà rìu này kia, hay là cưa máy mình đi vô rừng mình chặt cây. Nhưng mà đôi lúc cái cây nó bự, thiệt bự luôn, dùng dao nhẹ xíu chặt không được, chắc không biết chừng nào nó đứt hết rồi. Hay là mình chặt hết nguyên rừng cây luôn, mà có một mình chặt đến nỗi mà cái dao mình nó mòn mất tiêu luôn. Có nghĩa là nó nhiều quá thì nó khắc không nổi, kim khắc không nổi thì kim thì giống như là cây nó phản lại. Dùng một con dao hay cái búa hay cái rìu đi chặt hoài, chặt miết, chặt ở đây một lùm này một tháng chưa xong đó, thì chặt xong đi tới chỗ khác sát bên nó chặt thì bên này nó mọc chồi lên lại rồi có nghĩa là nó phản lại rồi. Mọc khắc thổ thì cây nó hút nước, nó hút chất dinh dưỡng của đất. Nhưng mà sao nó hút dinh dưỡng lên hoài lên miết vậy, nhưng mà đất vẫn trơ trơ. Nó hút lên hoài sẽ bắt đầu là gì, nó sinh sôi nảy nở rồi nó rụng xuống lại thì nó mục nát ra, thì đất nó sẽ có dinh dưỡng lại. Thì có nghĩa là nó hút dinh dưỡng của đất, nó khắc đất, nhưng mà nó khắc thổ, nhưng mà nó khắc không lại, thổ vẫn được dinh dưỡng của chính nó, của chính cái mộc, chính cái hành mộc là bổ sung lại thì nó khắc không nổi. Rồi thổ khắc thủy, đổ ly nước ra ngoài đất thì tự động nó biến mất hết, bị đất hút hết. Nhưng mà mấy trận lũ lụt á, mưa lớn quá, nhiều nước quá thì nó đất nó hút không hết, nó hút vô mình nó đầy thì nó khắc không nổi nữa, khắc không nổi nữa thì nó làm cho nước nó dâng lên, thì cái đó gây lũ lụt. Thì cái đó là gì, nước nó đã phản lại đất. Nó không những mà nó không những nó làm cho cái đất bị úng, mà nó cũng làm đủ thứ chuyện khác, hại người khác nữa. Nó làm cho đất nó bị no nước đi. Bị no nước đi, đã rồi bắt đầu nó đè lên đất luôn, nó lấp đất lại luôn, khỏi thấy đất luôn, thấy nước bao la vậy. Có nghĩa là gì? Thổ khắc thủy nhưng mà khắc không được nữa rồi. Đó chính là sự phản nghịch của ngũ hành. Thì thổ khắc thủy rồi tới lượt thủy khắc hỏa lại, nó vòng vòng như vậy. Thủy khắc hỏa, ví dụ lửa nhà cháy mà lấy nước xịt hoài xịt không xong, hay là cháy rừng á, xịt hoài. Thôi nói về cái sự ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc và cái sự phản nghịch của ngũ hành, để cho chúng ta hiểu, để cho chúng ta biết hài hòa, dung hòa trong cuộc sống. Đừng cái gì cũng làm lố hết. Trong phát triển kinh tế, trong phát triển xã hội, các mối quan hệ, đừng có làm lố. Làm lố thì nó sẽ tự phản nghịch lại. Mặc dù mình lớn hơn người ta, mình có quyền, có chức hơn người ta, nhưng mà cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Mình làm chủ sử dụng lao động thì cũng phải phải thôi. Làm quá dân cái người lao động người ta phản nghịch lại mình cũng khổ nữa. Cho nên làm cái gì cũng phải có giới hạn. Đó, ông Napoleon ông nói, người hạnh phúc nhất là người biết giới hạn của bản thân mình. Đừng có bung lụa quá. Bây giờ mình có thì mình cứ âm thầm mình giấu, hay là mình như thế nào đó mình sống, đừng có khoe khoang. Mình khoe của, mình khoe như hôm nay, ngày hôm sau tự nhiên phá sản một cái, người ta giờ mình bằng cặp mắt gì. Bữa nay hàng hiệu sắm khoe, đi du lịch sang chảnh, khoe cho đã rồi đó, sau này là gì? Sau này mình vẫn làm những chuyện hợp pháp, nhưng mà bị người ta nói,
giống như bên Hồng Kông vậy rồi, có người thì đi bán cái gì, bán những cái gì của phụ nữ á, không nói được, người ta hết thời thì nó như vậy. Cho nên là mình sống sao nó còn thời thì cũng như hết thời ra, để cho người ta vẫn còn sự tôn trọng đối với mình. Đừng có để người ta thương hại mình. Mình còn trẻ, mình nổi tiếng quá, nó bắt đầu mình sống sao biết nữa. Rồi đến khi già, người ta một là chửi mình, hai là người ta thương hại mình. Không có đúng. Sống sao như cái bà nghệ sĩ Kim Cương á, lấy bả làm mục tiêu. Làm nếu mà nghệ sĩ á, theo tôi là gì nha, theo tôi nếu tôi là nghệ sĩ thì tôi sẽ hướng theo cái nghệ sĩ nhân dân Kim Cương để mà sống. Luôn luôn giúp người, không phô trương gì hết, bà không phô trương gì hết á. Bồ Tát hả? Mình đó là Bồ Tát. Bồ Tát là không ham hố, không phô trương gì hết. Còn những người mà phàm phu là phô trương dữ lắm. Phô trương với 1% được à? Giờ 1/10 được à? Mình giàu 10 phô trương 1 thôi. Cái đó người ta thương, người ta nể nữa. Ha? Còn phô trương quá không đúng, không tốt. Nào là thả thính cho mấy nhà báo tính nó chụp hình, nó quay phim đã. Kiếm cớ nổi tiếng lên. Rồi sau này cuộc đời mình không biết tương lai như thế nào đâu, ông trời ông sắp đặt như thế nào đâu, đùng một cái phá sản như chơi. Lúc đó mọi sự tung hô của người ta trước kia bây giờ đều là sự giả tạo hết, giả lắm. Đó là sự phản nghịch đó, phản nghịch của ngũ hành đó. Trước kia là mình có thể là gì, mình quyền thế, mình ức chế người ta, mình nghệ sĩ lớn mà có thể ức chế người ta, sau này mình hết thời rồi thì người ta phản nghịch mình lại thôi. Cho nên sống sao cho nó tốt đẹp. Một số nghệ sĩ nhân dân ngoài Bắc dễ thương lắm. Bây giờ mình không lấy ai ra ví dụ thì lấy mấy cái nghệ sĩ đó ra để nói. Mình chỉ nói một số người thôi. Một số người không khoe khoang như Quyền Linh rồi vậy, không có khoe khoang gì. Người ta từ cái khổ lên, mấy người đó mới đáng quý. Người ta khoe, người ta cũng khoe hoa nhà người ta, vườn nhà người ta, khoe gì thì vui, giúp ích cho cuộc sống. Còn tôi mà lên tôi đọc, tôi thấy ai mà khoe mới mua xe tiền tỷ, chụp hình ngồi lẻo ẻo lại đi khu du lịch sang chảnh, mặc đồ bikini chụp hình, mấy cái đồ đó mình chắc kỷ niệm thôi. Chụp xong thả thính, nhà báo nhào vô liền, đăng lên Facebook, cái nhà báo nhào vô viết báo, đăng pha lên. Thí dụ như nghệ sĩ Kim Ngân ngày xưa, hổm giờ báo chí cứ đăng người ta hoài, cái chuyện buồn của người ta mà cứ đăng thí, đăng cái chuyện không nên. Báo chí làm việc thì cũng phải có giới hạn của nó. Cái chuyện gì người ta cũng mồi móc ra để viết báo để kiếm lợi cho mình hết. Đó là sai, không đúng. Mình lấy cái công việc của mình, lấy cái cuộc đời của cái nghệ sĩ đó, mình làm một ví dụ ha. Trước kia như thế nào và bây giờ như thế nào. Thì các nghệ sĩ bây giờ cũng vậy. Bây giờ mình như thế này, sau này mình như thế nào mình biết không? Cho nên sống là phải biết giữ mồm, giữ miệng, giữ hình ảnh của mình. Người chết để ổ lộn, cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Không để tiếng mà để cái tai tiếng lại không. Cái khoe khoang là cái căn bệnh. Cho nên ai mắc cái bệnh đó là phải trị. Sĩ diện, bệnh sĩ, nó cũng là một căn bệnh. Ai mắc bệnh đó thì trị. Có trị là được, cố gắng trị. Giống như là trong đạo Phật vậy, ai niệm Phật được thì cứ niệm. Ai tìm hiểu được đạo Phật được bao nhiêu thì cứ tìm.
giống như ông Đường Tăng ngày xưa vậy đó, ông luôn đôn đốc trong phim ấy nha, luôn đôn đốc các đệ tử đi. Thì trong đó có một câu rất hay là gì? Mình đi được một bước thì mình gần với Lôi Âm Tự một bước, mình gần tới cõi Phật một bước. Mình đi chùa, mình niệm Phật, mặc dù mình vẫn còn tranh cãi với đời, vẫn còn tùm lum tùm la hết á, nhưng mà mình có đi, có nghĩa là mình đã gần gần với đạo giác ngộ mình một bước rồi. Còn những người mà trong giới showbiz bị mắc những căn bệnh khoe khoang và bệnh sĩ á, bệnh sĩ diện á, thì cũng nên gọi là phải nhìn về tương lai của mình, coi thử như thế nào, thì mình phải biết khống chế lại, thắng ra thắng lại, đừng có cho nó lố nữa. Mình lố sau này mình chết đầu thai thành con cá hố, không có nên lố. Những người bình thường không sao, chứ những người mà người ta già lớn, người ta nhìn vô người ta thấy quái dị lắm. Cho nên mình bây giờ mình thấy cái mình hiện tại như gì, mình phải nhìn về cái tương lai của mình. Mình không biết mình như thế nào đâu, cho nên là gì, phải biết sửa đổi bản thân. Sống là để tu tập. Ông trời cũng cho mình mấy cái bản tính là thích khoe khoang, thích sĩ diện, thích làm việc này, thích làm việc kia. Và ông cho mình rất nhiều tật xấu, cố gắng sửa được bao nhiêu thì sửa. Nhưng mà mình phải cố gắng, cho đến sau ngày này mình đứng tuổi rồi đó, có nghĩa là mình sống 5-7 năm, nhưng mà cái tuổi mình nó vẫn đứng là nhiêu đó, gọi là đứng tuổi á. Thì lúc đó mình nhìn lại cái thời bồng bột của mình thấy xấu hổ lắm. Cho nên bây giờ đừng có nghĩ là tuổi trẻ muốn làm gì làm rồi về già từ từ mình tính. Đừng có nên. Mình tính tê tế tinh á. Cho nên phải cẩn thận, đừng có khoe khoang bon chen nữa. Mình muốn cho báo chí mình biết đến mình thì để hâm nóng hình ảnh của mình, thì mình phải làm những cách khác. Đừng có làm mấy cái cách mà tai tiếng nữa, thì nó sẽ là cái sự phản nghịch của ngũ hành. Mình sinh ra báo chí đúng không? Báo chí lấy tin tức của mình thì có nghĩa là mình sinh ra báo chí. Đó. Nhưng mà mình sinh ra nó, có ngày nó cũng phản lại mình. Truyền thông nó cũng phản lại mình. Thôi nói tới đây rồi, nói dài dòng quá. Rồi xin tạm biệt ha. Tôi cũng không chửi ai hết trơn, trời ơi, cũng không nói ai hết. Nhưng mà quy luật cuộc sống là nó là như thế. Mình sống bây giờ mình không biết tương lai mình như thế nào đâu. Bây giờ thì bây giờ hiên ngang anh dũng lắm. Nhưng mà lên đỉnh cao sự nghiệp đã bắt đầu, nó càng lên cao bao nhiêu thì nó xả ào xuống bao nhiêu, càng lên cao thì càng tế nặng thôi. Cho nên càng lên cao leo dừa ha, leo càng lên cao bao nhiêu thì phải ôm cho chặt. Hái dừa xong bắt đầu mình phải leo xuống từ từ, chứ mình đừng có leo lên cao bắt đầu là mình ỉ, mình ngon lành giỡn rớt xuống cái đùi một cái là xong. Cho nên là gì, nghệ sĩ và những người nổi tiếng phải nên giữ hình ảnh của mình, giữ cho một cách đúng đắn, đừng như kẻ hái dừa, ý cho ta đây là trèo hay, trèo cao mà leo lên được cái dừa cao rồi sống một cách buông thả, buông tay ra, rớt xuống cái đùi. Cái thời nó tới thì lên như diều gặp gió, nhưng mà thời suy thì quỷ lộng, mà khi quỷ nó lộng rồi, lộng hành rồi thôi, nó phá mình, lúc đó không ai cứu đâu. Thôi tạm biệt.